Xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Trọng đây. Thì hiện tại bây giờ là Trọng đang có mặt tại thôn Tân Hiên, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Thì ngày hôm nay là đây là cái lần đầu tiên mà Trọng đặt chân đến cái huyện Đơn Dương của cái tỉnh Lâm Đồng, quê hương của Trọng nhá. Thì ngày hôm nay thì Trọng có nghe người dân nói cho Trọng nghe một cái hoàn cảnh. Có một cái đứa bé người đồng bào dân tộc thiểu số, bé mang một cái căn bệnh mà bệnh lạ, mà hoàn cảnh gia đình cũng rất là đặc biệt luôn. Thì Trọng giới thiệu với tất cả khán giả, cái bên Trọng đây là chị Ngõ. Chị là giáo viên chủ nhiệm của cái bé trai mà người đồng bào dân tộc thiểu số mà ngày hôm nay là Trọng tới thăm. Thì bây giờ là Trọng cho chị Ngõ giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh của gia đình bé nhá. Thì em chào chị Ngõ nhá. Dạ. Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. Thì qua quá trình xem video của Trọng thì thấy Trọng giúp đỡ rất là nhiều người, nên là Ngõ cũng gọi điện cho Trọng và nhờ Trọng giúp đỡ. Có một bạn tên là Mơ Hội Gia Tấn, học lớp 1C trường tiểu học Lạc Xuân. Và bạn này thì bị bệnh từ nhỏ. Bệnh của bạn là bệnh giãn động mạch. Giãn tĩnh mạch ạ. Dạ. Và hoàn cảnh của bé rất là khó khăn. Nhà bé thì nhà bé có 5 anh em lận. Yeah. Rất là đông ạ. Mẹ thì mang bầu và vừa rồi mẹ lại đi đẻ, nên là có mỗi hàng tháng là bé phải đi điều trị và phải tốn tiền xe và tiền ăn nữa, nên là rất là khó khăn. Nên cũng mong có thể là bạn Trọng ở đây có thể giúp đỡ cho gia đình của bé. Cảm ơn ạ. Cái ngôi nhà này đây luôn đúng không chị? Vâng ạ. Dạ, đúng rồi. Thì chị Ngõ là giáo viên chủ nhiệm của bé. Vâng. Thì bé là gia đình là người dân tộc thiểu số gì vậy chị? Dạ, bạn Tấn là dân tộc Chơ Ru ạ. Dân tộc Chơ Ru. Vâng. Thì Trọng cũng xem những cái hình ảnh mà chị Ngõ gửi cho Trọng xem về cái bé trai này rồi. Thì Trọng thấy là trên người của bé thì từ chân lên tới trên này luôn, là nó da nó sần sùi. Nó mới có mấy cái cục mà giống như kiểu mấy cái cục mụn, cục u á. Thì Trọng phải không biết phải miêu tả như thế nào. Thì chắc là bây giờ thì Trọng sẽ nhờ chị Ngõ dẫn vô trong nhà để thăm gia đình hoàn cảnh của bé như thế nào luôn. Thì bây giờ mời tất cả khán giả cùng xem cái video này của Trọng nhá. Đây đúng không chị? Vâng ạ. Dạ. Thì em nghe nói là gia đình là có 4-5 người đúng không chị? Dạ đúng rồi, 5 đứa con ạ. Dạ. Đâu cái bé trai đó là bé nào chị? Bé này đây đúng không? Bạn Tấn. Dạ dạ đây ạ. Bạn ơi. Bạn Tấn ơi, con qua đây, con qua đây. Đứng dậy nào. Rồi con chào chú đi, con chào chú đi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Là bạn Tấn à? Bạn Tấn trả lời nghiêm túc nè. Con bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi con? Dạ con 6 tuổi. 6 tuổi hả? Bé là đang học lớp mấy chị? Dạ lớp 1C. Lớp 1C. Dạ. Thì đây là Trọng cho tất cả khán giả cùng xem cái căn bệnh của bé nhá. Như chị Ngõ chị chia sẻ là bị giãn tĩnh mạch. Giãn tĩnh mạch nhỉ. Đây, như khán giả xem này. Thì trên cơ thể của bé là cứ nổi mấy cái cục giống như kiểu là mấy cái cục u. Đâu chị kéo lên sân cao em một tí nữa. Thế này cởi cái quần cho. Đây này. Những cái cục như này là một thời gian nữa nó sẽ u to lên đúng không chị? Vâng, đúng rồi u ạ. U to lên xong rồi phải đi bệnh viện để mổ ra nó mới xẹp như này. Mổ xẹp như này. Chị hôm bữa là u cục nào to rồi mình đi mổ ta? Cục nào dạ, chị? Dạ đây ạ. Đây hai cái cục này ạ. Vừa mới đi mổ xong rồi ạ. Thì những cái cục u như này này mọi người. Thì hôm trước á, là giáo viên cô giáo chủ nhiệm của bé á, là chị Ngõ có gửi hình cho Trọng á. Thì hôm bữa thì nó sưng to lắm, sưng bằng nắm đấm luôn á. Nhưng mà lúc đó thì gia đình mới đưa đi viện xong thì lên trên bệnh viện thì bệnh viện phẫu thuật thì bây giờ nó xẹp như này. Nhưng mà bây giờ thì bé di chuyển, bé đi lại thì cũng không có được bình thường mọi người ạ. Thì bây giờ Trọng sẽ cho bé đi thử cho tất cả khán giả cùng xem nhá. Bây giờ Tấn, con đi ra ngoài sân cho Tấn, chú coi Tấn, cho bé đi một mình đi chị. Đó, như khán giả đang xem kìa. Đi coi chừng xe nhá con. Từ từ. Đi từ từ thôi. Lúc trước mà chưa bị cái bệnh này thì bé có bình thường không chị? Đi đỡ hơn đây, đi đỡ hơn một xíu. Nhưng mà bữa nay bé bị đau lại hay sao á. Mà hồi trước sưng ghê hơn. Bữa nay đỡ hơn lại đi khập khiễng. Hôm bữa thì chị gửi cho em thì nó còn bị nặng hơn nhiều. Đúng rồi, nhưng mà lại đi đỡ hơn. Còn bữa nay giảm rồi mà lại đi khó chịu hơn á. Con đứng đây cùng chú Tấn, con dạ. Con đứng im đây. Con đứng im. Sao cơ? Đứng vậy con có đau không? Có đau không chị? Có. Đau nhiều à? Bé chịu không nổi. Bé ngồi là cứ học là bé nó khắc này. Đó. Bé ngồi nó để chân như vậy này.
Thì chắc là bây giờ thì Trọng cùng vô trong nhà luôn, vô trong nhà rồi nói chuyện cùng với gia đình của bé. Thì ba mẹ bé nay có nhà không chị? Con không chịu cầm. Cái đây, cái đây. Ba mẹ bé hôm nay có nhà không chị? Dạ không ạ. Dạ. Ba mẹ đâu? Ba mẹ thì đi bệnh viện. Ba mẹ đi bệnh viện à? Vậy ạ, đi đẻ ạ. Ô. Mẹ đi đẻ. Thế là hôm qua chị nói với em là hôm bữa chị nói với em là gia đình có 4 người rồi. Dạ, 4 người thêm một bé này nữa là 5 người. Là hôm nay là đi đẻ. Vâng. Đẻ đi từ hôm nay hay hôm qua? Hôm qua, đi hôm qua. Ờ, à, thế thì hôm nay là gia đình là có người nhà ở nhà đón mình không? Dạ có bà đón mình ạ. Dạ. Ừ. Thế thì đâu 4 đứa con của cái gia đình này đâu chị? Kêu cho em một đứa ơi. Qua đây, đây, qua đây con. Khu này đúng không? Ôi già nhuộm tóc nữa. 4 đứa ra đây cho chú. Qua đây. Tất cả 4 đứa ra đây. Con đây chú. Mẹ đâu rồi? Mẹ đi bệnh viện hả? Đi sanh em bé đúng không? Đây là đây mọi người. Đây là 4 anh em ruột trong gia đình luôn đúng không chị? Vâng đúng rồi. Ba mẹ thì đang đi đẻ thêm một đứa bé nữa. Vâng ạ. Mẹ thì năm nay là bao nhiêu tuổi? Mẹ đã bao nhiêu tuổi nhỉ? 32 tuổi mà đẻ tới 5 đứa. Nhìn này nhỏ này. Sao không có kế hoạch nhỉ? Sao đứa này 2 tuổi không chị? Đứa này chắc 2 tuổi á. Đứa này 2 tuổi. 2 tuổi mà bây giờ lại đẻ thêm đứa nữa rồi. Vâng. Trời ơi. Đấy, khán giả thì Trọng cho tất cả khán giả xem gia đình. Bây giờ là ba mẹ thì ngày hôm nay Trọng lên đây thăm thì ba mẹ của bé là đi sanh em bé rồi nên là không có ở nhà. Đấy, 4 đứa con ngồi đó đi. 4 đứa con ngồi xuống đi. Cháu chào bà nhá. Bà ra đây bà nói chuyện với cháu với. Bà là bà của mẹ. Bà ngoại. À, bà là mẹ của mấy bé này. Dạ, đây, bà ra đây nói chuyện cùng con. Cả chị ngõ luôn. Đi. Năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi bà? Chắc sinh 64 năm nay là 59 tuổi. 58 tuổi. Dạ. Thế thì ba mẹ của bé là ngày hôm nay là đưa đi sanh em bé tiếp rồi. Vâng. Là bà ở nhà, cô ở nhà là giữ mấy cháu. Vâng. Ừ. Thì cháu ngày hôm nay thì cháu nghe cô giáo chủ nhiệm của bé Tấn này thì dắt cháu lại đây để cháu thăm xem hoàn cảnh gia đình của mình thế nào á. Thì thế gia đình của mình thì làm công việc gì cô? Làm nòng thôi, đi làm mướn. À? Cô làm bình thường thôi, đi làm mướn. Ừ, cô 60 tuổi vậy rồi cô có làm việc gì không? Cô từ hồi mình cũng đi làm mướn. Dạ. Bây giờ 2 năm nay là đi chữa cháu làm mình bây giờ làm ở nhà nuôi cháu thôi. À, 2 năm nay là đi chữa bệnh cho cháu. Vâng. Là chữa cái cháu hồi nãy đấy đúng không? Vâng. À, thế thì mình là bé là năm nay là 6 tuổi. Là 2 năm nay mình đi chữa là bé là bị bệnh là 2 năm nay rồi. Đúng không? Bệnh từ bụng mẹ nó sinh ra là mới phát hiện bệnh. Bụng trong bụng mẹ là phát hiện chưa? Vâng. Trong bụng mẹ từ mẹ nó đẻ là mẹ nó sinh ra đẻ rồi là bị phát hiện bệnh rồi. Ừ. Bây giờ là đi khám tại bệnh viện tên kia rồi bệnh viện nói là rồi bệnh viện cho qua ở đi bệnh viện Sài Gòn rồi đi Sài Gòn rồi 2 năm đi Sài Gòn. Từ nhỏ rồi đến 2 năm rồi đến bây giờ đi bệnh viện Sài Gòn là đi nhi đồng một khám đủ thứ hết là không có cái gì hết nay là thường thôi. Là bây giờ là nuôi đến 5 năm mới phát hiện là cũng là ra cục. Ý là để Trọng nói ngắn gọn cho khán giả hiểu là từ lúc sinh ra là bé đã bị rồi nhưng mà gia đình cũng đưa đi khám nhưng mà đến lúc mà bé 5 tuổi thì cái bệnh nó mới nặng ra. Vâng. Nó mới nổi cục to lên. Vâng. Thế là suốt 2 năm qua là gia đình mình là đưa bé đi chữa bệnh. Vâng. Thì một lần đi chữa bệnh như vậy thì hết bao nhiêu tiền cô? Làm bây giờ mình làm như sơ cứu trợ thì tiền ăn uống, tiền xe. Bây giờ là sơ đi xin lại với cha, đi xin lại với cái gì, giáo sư khác nữa là chụp bé rồi nói là một mũi chích là 6 triệu. Còn tiền ưng nữa là 2 triệu là 8 triệu. Còn tiền ăn uống là sơ cũng lo cho gia đình. Ý là sơ là ở bên đạo Chúa đúng không? Đạo Chúa. Đạo Chúa thì cũng giúp cho gia đình mình phần nào để mình sơ đưa bé đi chữa bệnh đúng không? Vâng, sơ ở Tân Việt, Sài Gòn, rồi giáo sư bên này, bên Giom này. Dạ. Cậu.
không, nhưng mà tổng bây giờ không tính những lần mà bên sơ giúp mình đi, thì cháu nghe cô giáo chủ nhiệm nói là cứ khoảng 1 tháng rưỡi là gần 2 tháng là phải đi lên trên đấy là mổ mấy cái cục u ra một lần. Vâng. Thì một lần như vậy là hết gần 10 triệu đúng không? Vâng. Là chi tiết là gần 10 triệu là những cái gì với cái gì cô? Cái tiền chích không? Tiền chích tiền khám không? Tiền chích tiền khám. Vâng. Là hết mấy triệu? Làm hết là 8 triệu. À. Bây giờ làm năm nay là có cô y tá bên trong bệnh viện nhân dân gia đình là cứu trợ nữa là họ trả lại cho ta dùng cho mình. Rồi nếu mà dư là họ cho 1-2 triệu rồi dinh dưỡng tấn lại. Dạ. Thế thì ba mẹ của bé thì làm công việc gì cô? Đi làm mướn thôi. À. Xong làm mướn thôi. Ừ. Có lúc làm có lúc mưa cũng nghỉ. Dạ. Những lần mà mình đi khám ở trên bệnh viện các thứ là mình đều có giấy tờ đầy đủ đúng không cô? Dạ, có giấy tờ đầy đủ mới bác sĩ nhận. Ừ, là một lần là hết tới gần 10 triệu lận. Cô lấy cho cháu xem cái giấy tờ nhá, để cháu cho tất cả khán giả của cháu xem. Cô vào lấy hộ cháu cái giấy tờ đi cô. Là cứ khoảng gần 2 tháng là mình lại phải đi lên trên đấy mổ một lần hả chị? Có lúc là 1 tháng. Có lúc là 1 tháng dạ không? Đúng rồi, 1 tháng rưỡi. Giống vừa rồi là cuối tháng 8, đầu tháng 9 là đi rồi. Dạ. Là chuẩn bị sắp tới tháng 11 này đi tiếp. Dạ. Dạ. Ý là nghe. Dạ. Một lần đi mổ như vậy là hết gần 10 triệu. Vâng. Thế thì ba mẹ của bé làm nông thì liệu có đủ để lo cho bé không? Dạ không ạ. Tại vì mẹ bé thì lại vừa mới đẻ con, đâm ra là không thể nào mà đi làm. Dạ. Mẹ mang bầu, từ lúc mang bầu cho lúc đẻ thì lại không có thể nào mà đi làm thuê. Còn mỗi mình bố thì có lúc có việc, có lúc thì không có việc. Nên dạ, không thể nào mà chăm lo được cho 5 đứa con, mà thằng cu Tấn thì lại bị bệnh như vậy nên là khó, càng khó hơn, nên là toàn xin mạng thần quân là giúp đỡ. Tại vì mẹ của bé thì cứ đẻ liền nên là không thể đi làm được. Đúng rồi, còn bố của bé thì là ngày làm ngày không. Đúng rồi, tại vì không có đủ việc. Đúng rồi. À nay chị Ngo nói là gia đình là người dân tộc gì nhỉ? Dân tộc Chu Ru. Dân tộc Chu Ru. Dạ. Thì ngày hôm nay thì lần đầu tiên em mới biết đến người dân tộc Chu Ru mình luôn. Dạ. Dạ bên đây toàn là dân tộc Chu Ru hết á. Ừ. Rồi bà lấy giấy tờ đâu nhỉ? Thì cô lấy giấy tờ ra rồi để trọng cho tất cả khán giả xem. Thì tại vì trước giờ là trọng làm cái gì cái đó nó rất là rõ ràng. Giả sử mà bệnh tật như thế nào thì giấy tờ viện phí bao nhiêu là trọng cũng phải đưa lên cho mọi người xem. Với lại là đây là cô giáo chủ nhiệm của bé thì cô cũng nói rất là rõ ràng luôn, nên là trọng cũng cho tất cả khán giả xem. Cái này là giấy tờ thăng tiến. Dạ. Còn cái giấy tờ viện phí đâu? Bên kia. Đây là sổ khám bệnh nhà chị. Vâng vâng. Ừ. Cả cái tiền viện phí ở trong đây luôn ạ. À. Đây là cái sổ khám bệnh tên là gì chị? Mơ hội Gia Tấn. Mơ hội Gia Tấn. Dạ, dạ. Tên cũng rất là khó đọc. Đây là cái sổ khám bệnh của bé. Để cái giấy mà tiền viện phí hôm bữa chị chụp cho em đâu nhỉ? Dạ. Đây là cô đang đi lấy nhá. Cô đang đi lấy ạ. Ừ. Không để trong đây. Thế thì bây giờ là cái tình hình bệnh của học sinh của chị như vậy thì khi nào thì mới chữa khỏi được? Phải từ đây tới lớn mới chữa được ạ. Là mình là chữa suốt trong 2 năm rồi. Chữa 2 năm rồi, còn muốn chữa được khỏi hẳn á, từ đây tới lớn luôn, không thể chữa một lúc là dứt điểm được. Dạ. Chữa từ giờ cho tới lớn. Nói chung tới lớn vẫn phải chữa cho. Cái bệnh đấy là bệnh gì nhỉ mà sau này nguy hiểm thế? Thì tên của bệnh là giãn động mạch đó. Giãn động mạch. Giãn. Dạ dạ. Vâng. Tĩnh mạch. Dị dạng tĩnh mạch bẹn đùi. Đây. Dạ, đây ai. Dị dạng tĩnh mạch bẹn đùi chân. Ừ, đây thì mình cứ gọi chung là dạng trong quay cho tất cả khán giả xem luôn nhá. Đây là ở bệnh viện nhân dân là chị. Đây bệnh viện dân nhân này, bé mờ hội Gia Tấn này mọi người, chuẩn đoán dị dạng tĩnh mạch bẹn đùi đấy, thiếu máu gì này, mấy cái này cháu không biết, thì cháu chỉ biết là dị dạng tĩnh mạch bẹn đùi này là gia đình đã điều trị là suốt 2 năm rồi nhưng mà bé chưa có khỏi. Thì đấy, đây là cái lần gần nhất mà gia đình đưa đi khám đây đúng không? Vâng.
là tháng 9. Đây cái tháng 9 vừa rồi á. Đi tháng 9. 2. Đúng rồi, tháng 9 là mới nhất nè. Cái này cũng. Đây này mọi người. Đây trồng cho tất cả khán giả xem luôn này nhá. Bảng bảng kê chi phí khám chữa bệnh nội trú nè. Thì đằng sau này là tổng lại nè. Đây mọi người. Tổng tổng chi phí khám chữa bệnh cả đợt điều trị là 9.401.333 đồng này đó. Thì trọng cho tất cả khán giả xem luôn. Bao gồm chi phí phẫu thuật rồi chi phí nằm viện. Dạ. Một lần đi khám như vậy thì bao lâu? Nằm viện bao lâu á? Hai tuần á, hơn 2 tuần. 2 tuần mới về. Dạ. À, kết đây là mình mới về được 1 tuần đây luôn đúng không? Mổ thì bà lâu hơn đó. Chết thì nó lâu. Chết phải mất hơn 2 tuần, vừa rồi là đi hơn 2 tuần. Dạ. À, gần 3 tuần. Đúng rồi, gần 3 tuần. Cứ 1 tháng gần 2 tháng là lại hết 9-10 triệu tiền viện phí như vậy rồi, gia đình làm sao mà đủ khả năng để lo chị? À, một phần là được dì trợ giúp. Dì là bên giáo xứ? Giáo xứ. Dạ. Làm tài trợ hết luôn à hay là tài trợ phần nào thôi? Nói chung tài trợ cần hết á. Dạ, dạ. Chỉ có là mình bà lo tiền ăn, tiền xe. Dạ. Dạ, dạ. Còn tiền viện phí thì hình như là dì trợ giúp gần hết. Dạ, dạ. Thì có bên giáo xứ họ lo phần nào tiền viện phí rồi. Vâng. Đấy, mình là tiền gia đình, tiền ăn uống này, tiền xe là gia đình lo. Mà một lần đi lên trên vậy mà ở 2 tuần thì chắc tiền chi phí đấy nó cũng nhiều nhỉ? Nhiều. Cũng dạ. Phải mấy triệu. Bà kể là nhịn đói luôn. Bà nhịn đói à? Dạ. Thế những lần mà đưa bé lên thì ai đưa lên? Bà đưa lên à hay ai? À, sao? Mẹ nó vẫn con bé về với mình thôi. Mẹ thì giữ em bé, còn 2 năm nay thì là bà đưa cháu lên. Ý là sao mà sanh đẻ nhiều thế? Sao bà không nói con gái của bà là sanh ít thôi cho đỡ khổ? Mình cũng nói mà nó nói là chưa có con gái là nó sinh nó vậy. Ở đây thì chính trọng. Quyền mình có tuyên truyền ít con không chị? Có nhiều lắm ạ. Nhưng mà mọi người kiểu như là mọi người cứ đẻ mà không có con gái thì mọi người cứ đẻ vậy ạ. Dạ. Dạ. Nói chung là bên phụ nữ trưởng thôn luôn luôn có thông báo là chỉ được sinh 2 con thôi. Yeah. Nhưng mà người dân thì cái kiểu tuyên truyền nó là một khác, còn người dân thực hiện nó lại việc khác nữa. Rồi bây giờ thì Trọng sẽ dắt tất cả khán giả cùng đi xem qua cái ngôi nhà của gia đình luôn nhá, để gia đình hiểu, để khán giả hiểu hơn về hoàn cảnh của gia đình. Thì cái ngôi nhà này là đang được xây dựng hả chị? Vâng ạ. Chị giới thiệu cho em. Dạ, đây là nhà, tại vì trong một căn nhà thì chỉ có ba hộ ở chung luôn. Nên là rất là chật hẹp, và lại mẹ của bé sắp sinh nữa, thế là nhà thờ mới tội nghiệp quá. Nhà là cha giúp đỡ cho nhà ở bên cạnh, hiện tại đang xây dựng cũng chưa có xong, chưa có hoàn chỉnh. Cái nhà này thì nó khoảng chi phí nó khoảng bao nhiêu đây chị? Em nghe thoáng người nhà kể là mười mấy sao á. Nhà này mười mấy à? Dạ. Tại vì bên trong này là gỗ với là thiếc mà đúng không? Gỗ, đơn giản. Gỗ của bà, dạ. Mai mốt là bên cạnh đó là mình lợp tôn à? Dạ đúng rồi. À không, gỗ hết á. Xung quanh gỗ. Đóng gỗ á. Cái nhà giáo xứ là mới cho. Dạ, cho tội nghiệp quá nên là cho bé luôn. Vâng, cho em xem cái nhà mà hiện tại gia đình đang ở nhá. Dạ, ba thế hệ là bao gồm những ai nhỉ? Mẹ với lại hai chị em ở trong đây luôn, hai gia đình ở trong đây. Thì đây là cái nhà mà hiện tại bây giờ là gia đình là ba thế hệ đang ở. Vâng. Nhà thờ thấy gia đình khó khăn nên là mới xây cái nhà tạm phía bên. Vâng. Cái nhà này thì chắc là nhà nước là họ tài trợ chứ chị? Vâng ạ, dạ. Thì nhà này khoảng bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ, làm từ năm 2003. 2003. Dạ, dạ. Thì bây giờ thì Trọng sẽ mời tất cả khán giả cùng xem cái ngôi nhà luôn nhá. Đi cùng vô trong nhà cũ tôn này kia các thứ nó cũng xét hết rồi đúng không chị? Vâng ạ. Gia đình ba thế hệ là gồm những ai chị? Mẹ với lại mẹ của bạn Gia Tấn với lại em gái của mẹ Gia Tấn ạ. Đây là đằng sau này là bếp. Vâng ạ. Gia đình vẫn xài bếp củi à chị? Vâng ạ. Đây nhìn bếp núc của gia đình này mọi người, vẫn là xài bếp củi. Thế còn đằng sau này thì gia đình đất đai có nhiều không cô giáo? Dạ cũng không có, nên là nhà nước có cho vài sào ạ. Mà sào ở xa hay ở đây luôn? Xa lắm ạ.
Còn đằng sau này thì chỉ có tới đây là hết đúng không? Vâng ạ. Dạ. Ở đây chỉ có cho để làm nhà, tập trung làm nhà. Tới cái hàng rào này là hết đất của gia đình này luôn? Vâng ạ. Thế thì kinh tế của người dân ở trên đây thì họ làm gì nhỉ chị? Dạ, làm nông ạ. Làm nông hoặc họ sẽ đi làm thuê á anh. Nhưng mà có ngày không ạ. Nên là cũng khó khăn lắm. Đấy thì nãy giờ Trọng dắt tất cả khán giả đi xem nhà cửa rồi bếp núc rồi đất đai như thế nào. Thì là gia đình là có 2-3 sáu đất. Nhưng mà ở xa. Ở xa thì mình trồng cái gì? Dạ chắc cho thuê ạ. Cho thuê thì một tháng, một năm vậy bao nhiêu? Dạ một sao một năm 2 triệu thôi ạ. Tại sao vì mà không có điện, không có nước á. Sao mà gia đình không để nuôi mà lại cho thuê nhỉ? Tại vì không có tiền để mà điện với lại múc hồ để mà có nước để chứa nước á. Nên là phải cho thuê để người ta làm. Người ta làm có điện, có nước rồi thì sau này mình lấy làm nó dễ hơn. Thì ngày hôm nay là cô giáo liên hệ em lên trên này á để thăm gia đình của bé á. Thì không biết là hiện tại bây giờ cái khó khăn nhất của gia đình là cái gì chị? Về kinh tế á. Tại vì hiện tại là bé phải điều trị bệnh mà hàng tháng là bé phải đi ra bệnh viện để khám chữa bệnh ạ. Nên là nhiều lúc khó khăn, mẹ bé thì vừa mới sinh, bố thì đi chăm mẹ. Nên là không thể ai mà chăm lo, không ai chăm lo được cho bé. Bây giờ thiếu tiền để mà chữa trị cho bé đó. Nên là cũng nhờ Trọng giúp đỡ cho gia đình để mà có kinh phí để mà đi chữa, khám chữa cho bé cũng như là chăm sóc bé nữa. Thì là ngày hôm nay là nhờ em lên trên này để em quay và em chia sẻ. Và nhớ em và Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bé để bé có tiền để bé chữa bệnh. Đúng rồi ạ. Thế bé học có giỏi không chị? Bé học cũng tạm được ạ, cũng tạm. Tại vì bé đi chữa nhiều nên đâm ra bé chưa có tiếp thu kịp với các bạn. Nhưng mà bé vẫn rất là cố gắng trong lớp, bé vẫn cố gắng đọc bài. Thì ngày hôm nay thì cái hoàn cảnh mà Trọng giúp thì là giúp cho tương lai của đất nước. Đấy. Thì mặc dù là bé mang bệnh như vậy nhưng mà bé vẫn là cố gắng chăm chỉ đi học. Đúng rồi, Như chị nói là một lần đi là phải ở lại 2 tuần. Thế là cái thời gian nằm viện nhiều hơn thời gian ở nhà nhỉ? Dạ đúng rồi. Phải không chị? Vâng ạ. Thế thì làm sao mà học được nhỉ? Dạ bắt buộc em phải kèm thật nhiều cho bạn thôi. Khi nào bạn về là em rảnh là có những lúc em sẽ phải chở bạn qua nhà em học. Hiện tại thì em chưa làm được tại vì bạn đi chữa bệnh vá lại. Hiện tại mẹ bé đẻ nữa nên là em chưa có dẫn về nhà. Nhưng mà sắp tới là phải dẫn về nhà em để học thôi. Tại vì bạn cứ bệnh như thế này khó. Khó để học tập á. Thì như nãy giờ thì Trọng quay video thì Trọng cũng chia sẻ lên thì tất cả khán giả đang xem video thì cũng biết về hoàn cảnh của cái bé trai này rồi. Thì bé hiện tại bây giờ là đang mang trong mình cái căn bệnh là u tĩnh mạch. Thì bé đã chữa trị suốt 2 năm rồi nhưng mà chưa khỏi. Thì cái số tiền mà một lần mà chữa trị là hết tới gần 10 triệu cho một lần đó mọi người. Mà một năm thì như gia đình chia sẻ là cứ phải 1 tháng cho đến 2 tháng là phải đưa bé lên trên đó một lần. Tùy theo bệnh là cái mấy cái cục đó nó có nổi to hay là không. Thì những lần đưa lên trên đó là hết cả 9-10 triệu. Thì nhưng mà cũng may mắn là cũng được bên nhà thờ họ cũng tài trợ cho gia đình mình phần nào. Nhưng mà gia đình vẫn phải lo những cái tiền mà đi lại rồi ăn uống ở trên viện cả 2 tuần luôn á. Thì nên là gia đình khó khăn. Thì mới nhờ đến cô giáo rồi cô giáo mới nhờ Trọng lên trên này giúp đỡ. Thì ngày hôm nay thì Trọng cũng lên trên này Trọng thăm rồi thì Trọng cũng sẽ giúp đỡ cho gia đình phần nào. Để gia đình chữa bệnh cho bé. Để bây giờ Trọng sẽ nói chuyện cùng với bé vài câu cho tất cả khán giả cùng xem nhé. Con học lớp mấy rồi? Dạ, con học lớp 1. Đâm. Con nói nha, không ở trong lớp vẫn nói chuyện thoải mái mà kiểu là ngại á. Thì ở đây thì bây giờ là Trọng cho tất cả khán giả xem lại cái tình hình căn bệnh của bé một lần nữa nhá. Con quay qua chú xem nào. Thì tại vì bé mới có 6 tuổi thôi thì bé là người dân tộc thiểu số nữa nên là Trọng nói chuyện thì bé. Đây bên này một cục nữa anh. Đâu chị? Đây này. Đây đằng sau lưng này cục này phải không chị? Có, đúng rồi, đây một cục đây nữa này, đây một cục nữa này. Đấy. Ồ, ở chỗ ấy luôn nè.
Tại vì bé là người dân tộc thiểu số nữa, bé mới có 6 tuổi thôi thì mới đi học được có 1-2 năm mà, nên là chưa có rành tiếng Kinh. Thì bà của bé, người bản địa thì nói chuyện thì mới hiểu, còn Trọng nói thì bé không biết trả lời mọi người. Đây, Trọng cho tất cả khán giả xem sơ qua căn bệnh này. Nhìn chân của bé này thấy thương không? Mấy cục này mai mốt nó sưng to bằng nắm đấm luôn đó mọi người. Mổ ra, mổ riết rồi, bây giờ bé đi không có được bình thường luôn. Thì bây giờ là Trọng sẽ đọc danh sách của hai mạnh thường quân đã đồng hành cùng với Trọng để giúp đỡ cho cái hoàn cảnh bé trai 6 tuổi, người đồng bào dân tộc thiểu số bị căn bệnh mà giãn tính mạch ở chân nhá. Thì hai mạnh thường quân ngày hôm nay đồng hành cùng Trọng là vợ chồng anh Quang và Cảnh Chân, là số tiền là 100 đô la Mỹ, và bạn Siao Yuan số tiền là 1.621.000. Thì bây giờ Trọng đọc lại nhá. Bạn Siao Yuan 1.621.000 là một mạnh thường quân. Và mạnh thường quân nữa tên là vợ chồng anh Quang và Cảnh Chân, số tiền là 100 đô la Mỹ. Thì 100 đô la Mỹ là 2.3 cộng với bạn Siao Yuan 1.621.000 thì tổng nó sẽ thành là 3.921.000. Thì bây giờ là Trọng sẽ trao cho gia đình, thì có cả cô giáo chủ nhiệm của bé ở đây luôn, thì cô giáo sẽ chứng kiến, thì sẽ gia đình sẽ sử dụng cái số tiền này để lo cho bé đi chữa bệnh. Thì nói chung là tiền chữa bệnh thì tại vì như cô giáo đã chia sẻ là bé phải chữa từ nhỏ đến lớn luôn, thì phải nói rất là nhiều tiền, nên là mỗi một người thì chỉ đóng góp được một phần nào thôi, chứ không thể nào mà tài trợ hết tất cả được. Thì một lần nữa thì Trọng cũng đọc lại cái địa chỉ của gia đình của bé là ở thôn Tân Hiên, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Thì các khán giả hay các mạnh thường quân ở tại tỉnh Lâm Đồng muốn lại đây trực tiếp để thăm gia đình bé và giúp đỡ cho gia đình bé thì có lại trực tiếp, thì có thể lại trực tiếp cái địa chỉ mà Trọng mới đọc lên nhá. Thì bây giờ là Trọng sẽ trao cái số tiền mà mạnh thường quân của bên Trọng. Thì bây giờ là trên tay Trọng là đang là cái số tiền là 3.920.000, thì Trọng sẽ trao cho gia đình, thì gia đình chữa bệnh cho bé nhá. Thì đây, cháu trao cái số tiền của mạnh thường quân ở bên cháu cho bà nhá. 3.920.000. Dạ. Cảm ơn mấy chú câu tử cháu chúng tôi bị biến như thế này. Dạ. Tôi cũng cảm ơn chú. Dạ, vâng. Dạ. Cảm ơn các cô. Dạ. 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 Dạ, một lần nữa thì em thay mặt cho bạn, cho gia đình á, thì dạ, cô Ngọ cũng cảm ơn nhóm của em chồng đã đến dạ đây, bớt chút thời gian đến đây. Cũng cảm ơn mạng thường quân đã góp cho gia đình, và gia đình sẽ cố gắng sử dụng với số tiền này đúng với mục đích để chữa bệnh cho bé ạ. Một lần nữa em xin cảm ơn ạ. Dạ. Thì tuy rằng là cái số tiền nó cũng không có được là nhiều lắm. Vâng. Nhưng mà tại vì mỗi một người thì sẽ đóng góp một chút ít á, thì cũng mong rằng là với cái số tiền này thì bé sẽ chữa được cái căn bệnh phần nào cho cơ thể của bé nha chị. Vâng ạ. Dạ. Em thì cũng không phải biết nói gì hơn. Thì ngày hôm nay thì chính thức cô giáo chủ nhiệm của bé mới nhờ Trọng đến đây giúp đỡ cho bé, thì Trọng cũng thăm, thì Trọng cũng giúp đỡ Trọng và Mạnh Thường Quân nhá, cũng giúp đỡ phần nào cho gia đình của bé rồi. Thì chắc là bây giờ thì Trọng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn. Thì hoàn cảnh và gia đình và chi tiết bệnh tật của bé như thế nào thì Trọng cũng đã cập nhật nãy giờ cho tất cả khán giả cùng xem rồi. Thì một lần nữa thì Trọng cũng cảm ơn đến tất cả Mạnh Thường Quân vì đã đồng hành cùng với Trọng để giúp đỡ cho cái hoàn cảnh đặc biệt này nhá. Cô Ngọ cảm ơn nhóm của em Trọng với lại Mạnh Thường Quân rất là nhiều ạ. Dạ, em xin hết ạ. Dạ. Thì tất cả khán giả đang xem video, nếu thấy cái video này hay và ý nghĩa thì nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình nhá. Thì tình hình về bệnh của bé trai này như thế nào thì nếu mà có gì đặc biệt thì Trọng sẽ cập nhật ở những video sau cho tất cả khán giả cùng xem nhá. Một lần nữa thì Trọng xin chân thành cảm ơn.